Chim liệp xuống bóng ôn tầng ốc này hay có xôm xoá cúm ở căn UFKK Street Channel bọc nhóm. Đại nhóm mùa mai của mốc rưu có xôm ôl mốc rưu nâu nông xã rốt ở mệt. Hai ní bóng ôn tầng ốc này ní cứ ca riệp chóm đảm bây thua chùm ca tội mối nâu krau tiết bọc nhóm. Hay nâng riệp chóm cặp nâu đầy tầng ốc này đảm bây ao vì riệp rù ấy nâu tiết cầu tiền bọc nhóm nẹt tăng ốc nia của bạn khởi hái thá đấy mình miền phep rip smart cứ về miền phep túl pro đấy nè đôi chị đấy túl của bạn đấy nôm của bạn pro nơi nòng này phum bọc nhóm nè cứ bọt chôm bánh từ đào chiu hay nè đôi chị còn nôm môi chăng miền tiệp hai chị sam sập tiệp và nó hay bộ miền nó lại đầy ná để ác thu tiệp bàn tiệt lao hay đầy ní miền phiệp mình riệp mà hay có nơi tí ní ở dù đại hái phần tay nơi tí ní bị đám sắt tay đám chơ đọc cứ nhóm bàn cắt đám chơ ở và hai chỉ đọc đám chơ thùng thúng rôm tiếng prey sraung chế bọt chung vinh tật đò mục tiệp nó cứ nhóm cặp ska bởi ní ọ hay chung buồn nẹ đè nợ chá mình bán thua vầy tê hay bọn ôn khơi thả viên nợ kào tẹt bọc nhóm ní cứ sát tè nhóm cặp ska rụi hai bà tam bật tớ cứ sát tè đàm chờ anh chê hay nợ nông cả nạ ní cứ nhóm nâng riệp chóm đàm bay thua chung ca nợ kào tẹt ní cứ mình miến mà xuân nâng chùi tế cứ nhóm cặp đợi đầy tầm đong bố ấy nên cứ chỉ ca hát tạc cắm để nhóm miền bọt bị sao tăng vì sở mộ chấm nón lô bột bột mà lại hay chẳng hái có nhóm thlo áp tài cây cro lộn ba tạo dạ hay nâng ọt khliên cứ miền phiệp to su cứ chế nờ chấm niên xênh xênh ông bí ca thua sài thua chấm ca cặp đầy nên chế đam và tại thư sài ọt chế rếp vẫn còn tha nơi xe mày bột bột cứ kì ảo dương thua có dương ai thua nâng ọt thôn bàn thật kích ca bản nét vì bộ miên ở quấy thôn xa là thế bản tài vị trả nơi bê đại bàn thống tự nông của bố hái có bộ phlịch rương tự ọ ní có miên ca bảo mát trả nơi bàn cho chất tục đặc nông rương đò xà manh thoa mạ đá để nông ảo dì vật dương miên chụp nơi sẽ đầy sóc nâng sụp hẹ mạng cốl rồi tiền cả ở thôn chả nực nông chỉ vất nông miên ập chia sải đòi ạ nực cua đòi nẹt đòi tấy nực luôn ấy chả hay cây ca thằng ở ní mình men chỉ cây ca để dương mưa tới khi thả thôi mà đã tới cây ca ní vẫn cọc nực ạ từ nay tăng pi bờ rồng bờ rán sôm bay nực nông thì xa kén rưỡi cô bờ tiệp xèn xèn cô vẫn cọc nực ạ từ nay đòi thôn thiền đá nực nông đầy ní cứ dương ắt nơi phan đầy cứ miên ở vầy rùa nơi bàn tê cứ đầy cứ chỉ miết chỉ prạ chỉ trò khẩm nọp dương có bàn riêng là mê sâu tổ bọc khám ai bò rộng bà ràn đầy chỉ nẹ tay vô chở bẩn đất là ngay chỉ nẹ bẩn đất ngày nay thà vô chở bẩn đất cứ chỉ nẹ chỉ bán nơi cầm lăng tài nhá nâng bằng cát ao miến nơi ắt thở nấy nâng tục xâm rạp con chào chùm đoàn khao đã bày ở xoài dốt ở phía trọc cầm nắp đã viên lại lưu phản đầy nì chẳng hạn nhóm tay tại miền ca tròn chạm kích nâng ngay từ màu tì ná từ tì ná nhóm mình miền sẽ đầy tục chìa mơ rùm lông trong phố rương lẹ cả nạ đó xa mai như thế cứ lẹ cả nạ xa mai như hai để thua ai chỉ vật dương ruột nâu đòi sọc cả bái nâng ruột chạ nâu sẽ đầy đang bỏ mát thì nẹ đỏ tay bỏ xanh chứ kia bỏ mát nốt chứ rương rồi bỏ kê hay bỏ dương tăng nơi sạch đây mình bỏ mát chỉ rương rồi bỏ dương hay bỏ ôn khuyên thả lật tập hoa lịch chạy nế cứ miên phiếp rõ lụt lo lọ chỉ tì cua chạp chất chạp rõm nâng cua chỉ tì rị rì nà rồi ấy thôi mà chia tặng ốc tăng bỏ đo nơi sầm rõ nâng cây ca sầm khăn nâng tham mở bôl sầm khăn chọn búa chỉ vật bỏ dưỡng nâng đo nông ca sắp xa ông bị thoa mà chia tầng ổn ích chia mịa đà bỏ dưỡng chia cru bằng hát chia cru bằng riêng bỏ dưỡng đó cha chẳng hai tớp nhóm cặp đòi đầy thế mình miền chia mà xin đã bày chui chú chai thế
tụ bay nhom từ tì ná một tì ná có nhom chồ chết trong cuộc chỉ vật lẽ là sao mà những thoát mà đa và nó tụ bay chỉ nhom miền trọc động bạch thủ thiê thôn thiên và ná có nhóm nơi tai prao chỉ vật bọc nhóm chỉ lẽ là thoát mà đa tại phần này hay mơ lực tập hóa cứ phó này phải tầm lóp để nhóm bạn đám cứ miền phải trả nạc đập trả nâng bạn phó trả chia mặt khan lời hay nế à, tài chặt vừa chậm cá còn lại tại chỉ chiêm cặp đầy nế hay đầy nế cứ mình mẹ đầy thò mà đà thế cứ đầy rằng nè hay đầy nế cứ vì miền smau đọc vì lơ hay vì chặt trẻ tới đào rước smau nế đào du chấm chẳng tới cứ nòng cá chích bị bạ chích nè hay đầy nế cứ rằng hay ngô tiệt bị bạ nòng cá chích vận tải bánh hà đào thông rồi bỏ đầy nế cứ đầy nó chỉ đầy phnom cứ sập bộ tới đây một phnom tối tối thôm ba ná có miền thôm đá nhom thọp chích hai chỉ tràn cả lại cứ đông với thôm thôm mà phần đầy chụp cung và chụp cung dương mà phần tai phía tràn và phần cọ đáy nâng và phần mì trương cả nhà chương chích tới ba thọ nó cứ trên lượng triệt tại mà đong phần tai mình ấy thế thằng ọ này cứ mình miền lệ cả nhà là chỉ ca lụm ba nó không ca vừa thế cứ chọn ba là chuột cháy cứ dân trong miền lệ cả nè buồn giáng thì mỗi cứ trà chồ chật phớ thì pí cứ tăng lên thực đây chỉ diếm hay thì bấy trai tay vô chật tục đặt hay thì buồn trai tay thì trà là nó hết nom ở chầm rán mình hết mình nom ở chầm rán hai đôi mà đấy ban dương ai vô này lệ cả nè càng buồn đi đang kia đầu miền của phía ban tầm đài hái cứ tha tương cứ thả nơi khăn ông bút ở đây cá cứ ạ thị bà thọ bốn cứ chán tẹo vì rỉa chất tạ vì mang xa nếu cứ bốn thay nhóm cứ miền phiệp một miền nhật cứ thôn nông cây cá ná ai việc bàn một chuối chích nhóm đá ai nhóm có bảy nhờ khẳng tế có bàn tầm ra ai có tiền cam mô ra mẹn máu cứ chỉ cam mô ra mẹn cứ cam ra mẹn mình mẹn cam ra khai khai vậy ná cứ mẹn ក៏ប្រដាប់យកនៅទស្សនវិជ្ជាកំពុងតែប្រព្រឹត្តនេះទៅទុកជាអនុស្សាវរីយ៍និងផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ព្រមទាំងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ពីជីវិតនិងផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យមានភាពរឹងមាំតទល់នៅឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតដែលយើងឆ្លងកាត់ព្រះបានដូចជាឆ្លងកាត់នៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលអត់កោះដល់ក្រោយប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់គឺយល់អ្នកមិនយល់គឺនោះជារឿងធម្មតាក្នុងការកាប់ដីគ្រាន់តែជ
lái này ở tập bát thọ bốn cứ chản tẹt vị để dễ chất tạ vì mang xa ông bàn sụp đầy bà lo hái về tập ăn cứ chia sạch chạm vị chá ông bàn trả đắng xa mà xa phù thì nhiên hay nơi khăn ông đầy nợ mô ta xạ phẹt của mẹ táo dương miền là bụt côn tạng bấy cứ thà vị xuất thì côn bà nhà thì côn mà ha cả đàn thì côn để dùng sâu nơi nợ mô tạc xạ phải của vẹn tàu đặt tàu tàu mà xong phụ tạc xạ nâng ná ta ếp thì ba thọ bốn đại bệnh đạo miền bột thiết ban xong đai thá chẳng tiết vị để dễ chất tạc vì mang xa nó miền ạc thần này giảm mấy phụ ông ban xong đai thá bộ cô lô ná đại miền ca bộ can giốc đại miền ca dô đắng nâng bộ phật thẳng bốn ní chứ bác thì bán chục chế mà khan lái nâng nông chỉ vật tu bày tôi cho đấy thông cái đây chân tiệm miền này thà cây ca để dương chỗ chất phớ ở kia anh khai passion cứ passion bỏ dưỡng để dương chỗ chất phớ cứ quên chất chỉ nách mình đã nơi này nông cây ca nông tiếp tục tại bây chìa lộn bạc nhàng nà cả đói và dương nấu tay sẽ là lãnh chỗ chất phớ nông chỉ vật bỏ dưỡng mình đã nơi này thuần tròn lại bỏ dưỡng bị dây sẽ đầy ở nghề xua chỉ là cái nạn giảm mạnh chỉ phải xa giảm mạnh ở xua dốt cứ chăn tẹt đấy mà nay tha thưa mình che nơi này cứ sờ lánh mình che nơi này ai bị rỉa ban đó lấy nông ca sẽ cái đẹp chi diếm ở đố chỉ tật hầu chẳng cùng ở đại ở xót cứ tha tăng nơi ca thưa đôi mình thuần trốn đôi mình nơi này đôi mình ở nơi cầm lắng chất tuổi nông ca vô tiền ở hàng lứa cứ dương chỗ chất phơ hái dương mình dương trai tài tăng sẽ đẹp chi diếm từ miên là cho là na từ mốc từ miên sụt tu từ một bàn hai tỷ bấy cứ ở vậy khác tỷ bấy cứ chất tạ cứ ban đó là vậy
chất tắc ban nay không tí ní cứ ban đo phần ca dô chất tục đắc cứ dương chong chất cứ dương chong ở rộm rồi bỏ dưỡng anh ấy bỏ xanh chứ dương mình miên ca chong ở rộm tế mình dô chất tục đắc tế à kèn hai ta focus cứ bị xa ông lấy hai ta focus bỏ dương mình miên focus mình promote ở rộm ở mũ xong bay tay dương ta xế bỏ dương ta xế mình ban đo đài cứ dương mình miên sự tích cứ sự tệ đang xâm phạm thì nhẹ trở đăng chỉ nách hay sự tệ trở là lực rơi rưới đảm bay rụng lực là ca tròn chám cứ trở ta đôi dương cu bằng tọt mồi trắng chương tròn ở trắng cứ dương trở ta tròn chất đại chất là tí nó tớ và bằng tọt nó bàn trắng cứ miền này thà cho chất tục đặt được nông cây ca thẳng buông hay tí bốn bàn đo ấy bị màng xá cứ tua thẳng đấy bàn đo nước nông tua phải nhá cứ bảy nhà chỉ lấy bảy dạng đôi mà đấy thả lớp tập hoa này ca nghĩa miền lợn là bảy dạng cứ lớp tập hoa thì mỗi ca nghĩa chỉ thoa mà đá đại dương tụ bảy dương không ở cầm lăng chất cầm lăng ca dạng na cả đó cái ca nó cô mình ai chơi hoa gió móc chuyện chấm chỉ vứt bao dương bàn lời hay cái ca thì phí cứ chia cái ca đại dương sắc xa điện sốt chùm này đăng trời trẻ hay dương thuốc cá bầm ra nơi sọc nơi cổng hôn là muối hay ba nợ bạc chùm nấu tu tay cái đấy tu tràn cái đấy cứ chia cái ca thì phí hay cái ca thì bấy cứ chia cái ca đại chô chật mình ruột nơi cao ẩm nạc nhạc đọc tấy cứ cái ca đại dương thuốc đòi luôn anh tu bấy cái ca tội cái đấy cái ca thông cái đấy hay chẳng ở nè, dương cua vô đằng ẩm pi nơi sa mạc tập hiệp được bao dương, dương thà ở đam trường cán, bảo mà nơi chú nắng, đội đường chào trận chẳng cứ dương thà đằng sa mạc tập hiệp, ta thông dương đặt bàn 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 mán cứ thông dương đặt bán đắp kè lấn, dương mình ai đặt đọc mùi kè lấn tì, cái này dương đặt ở khu đọc mùi kè lấn cứ bị khu chìm nóc bị thằng hì, cứ sa mạc tập hiệp dương phần ná, cứ dương ai của phật dương nó phần nọ, hay bàn tòa mở cơ dương trai ta miền ca ủ sạp chỉ giếm lòng ca của cái ca nước nước hai cô bận tỏ máu cơ ba này lật tập hồ dạng ná cứ dương trai cho đăng thà cái ca tặng ọt nít ca na dương và bật kho tặng bay càng lớn cứ ba nơi rịch chậm rán hay rưu mối có mến rịch chậm rán cứ lựa nạ cái ca cứ miền bay dạng đôi chân này ấy hay chẳng hãy ban bè đào miền và phía ban xâm đài tục hát bộ cô na các chuốc nâng ca vô đăng này ẩn bát thọ tặng bùa ní bộc cô nó nâng miên chuốc chế nâng nóng chỉ vận chẳng dương trở lọp mọc chấm sai chấm ca dương vinh mà đòn hay chi ní băng phô nâng ọc ní gặp bàn khởi hái thác nhóm tập xa lộ tập xa hộp đi phốt chì môi phô ôn thai nhóm ban tinh chấm nuôn đọc ram cảnh chóp xôi thọp xôi hay nâng tinh ban lại kháo buôn cảnh chóp hay nâng mốt mốt tầm rạp đã ở đây phó cứ bán bí thẳng hay nhóm có bán phần mô cho mặt đại kiên tiết hay nơi không còn lại nít có nhóm bán tơ cặp đầy thuộc đầy đầm bầy chụp trái ở bàn riêng mà là ó nâng đạn là thọp suối hay nâng đạn là mó tương ó nút chỉ cả sách hay nâng bàn nờ rút cái chia tầng ó đèn và bọn thay nhóm bàn bằng đó rút có mình toàn bằng đó dương nâng vô tự đạp nơi tự đầy nút hay nè con phong tài bằng chân là sự cảm mà phết này ôn thay bọc nhóm hay cái nhóm miền ở cả bàn và đặt vô là sự cảm mà phết thằng ở này đại con phong tài cả láng tục chi nội xã vĩ hay nông tục nông cả đặt tương can hiểm lực đó là cầm láng chết không theo bát bị sao hay nông bàn chạy làm lấy từ đó xa thì là nạn chốn ở bàn khơi nơi sự cảm mà phết bảo chạm ngay là bọc nhóm rồi tiền cầm cua xa rồi bọc nhom phong đài hay riêng từng ở nấy cứ chia sai phiệp yến nay chỉ vượt bất rồi bọc nhom hay con cá ruồi nơi rồi bọc nhom bọc cọp từ đời thuộc hệ mảnh cốt ốp xã rư co miền vị bát từ pành hà vây vây đại ca lắng chung với chỉ vượt bọc nhom cứ bằng trắng từ con YouTube channel rồi bọc nhom dự ác khí thế nấy chẳng ở hay từng ở nấy cứ chia bọt này sọc xa này sai này chỉ vượt bọc dướng phần tái chậm này rừng con chia nông ca rừng đại nhẹ đi phun tài láng nướng sầm đài láng cứ kéng cái hai tập bị chấn cứ action phần tái nông nông sự cam mà phiệp xây xây nông nông chỉ vật nông nông channel UKK share channel bọc nhiều này cứ chia rừng vật tặng ó nông nông pa nhà nông chỉ vật nông nông ca đọc sai này pa nhà chỉ vật nông nông ca đại ban và predator này sự đại ó nông ban
ទទួលនៅសេចក្តីសុខពីលទ្ធផលដែលយើងបានប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារយល់នេះបើយើងនិយាយទៅគឺថារស់យល់នៃការពិតហ្នឹងហើយគឺរស់យល់នៃការពិតនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងសិក្សាអំពីធម្មជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តនិងតាំងនៅសេចក្តីព្យាយាមជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះថាមពលធម្មជាតិពុំមានអ្នកណាអាចយល់ដឹងបានអំពីធម្មជាតិនោះទេ ប៉ុន្តែស្រន់តែចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដែលរៀនមកពីព្រះដ៏មានសុភាទើបអាចយល់ដឹងនៅកិច្ចការទាំងអស់នេះបានខ្លះៗធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានការរីកចម្រើននិងមានសេចក្តីសុខជួបជុំគ្រួសារពុំសូវមានទំនាស់គ្រាន់តែចានក្នុងរៀលគឺតែមានអតិថិជនប៉ុន្តែវាមិនមានធំដុំទេក្នុងការកាប់នេះគឺជាផុសតាងខ្ញុំបានបង្ហាញគឺជាស្នាមជាប់គឺកាប់ដោយដៃសុតសុតពុំមានប្រើម៉ាស៊ីនទេ គឺកាត់ទៅដោយកម្លាំងព្យាយាមរបស់រាងកាយរបស់យើងហើយខ្ញុំមានអាយុ58ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានការប្រើប្រាស់ចំពោះរបស់ធម្មជាតិហើយនឹងស្រូបយកធម្មពលធម្មជាតិទើបអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមពិតពីដើមឈឺទេហើយដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតាមដានUSK Channel វីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំបាទមកក៏សូម ចឹងគឺថ្ងៃនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមចាំទស្សនានៅចំការតូចរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោយព្រមទាំងមុខផ្ទះផងនៅរដូវសាមើនេះរយៈពេល3ខែខ្ញុំនឹងបង្កបង្កើតផលឲ្យបងប្អូនមើលគឺយើងមិននិយាយតែមាត់ទេយើងនិយាយហើយធ្វើផងទើបបានសម្រេចដល់គោលដៅនិងសេចក្តីសម័យរបស់យើងនិងជីវិតរបស់យើង រស់នៅបានស្រួលជាងមុនបើយើងខ្ជិលហើយដូចខ្ញុំនិយាយគឺក្រតាមជន់កកគឺសយរបូតជារៀងរាល់ថ្ងៃបើថាយើងឧស្សាហ៍គឺក្ររត់ទៅចេញឆ្ងាយពីយើងហើយវាមិនចង់នៅជិតយើងទេព្រោះឧស្សាហ៍នេះជាមេឆ្នាំមួយដែលបណ្ដេញមេរោគខ្ជិលហើយនឹងបណ្ដេញនៅមេរោគក្រក្លិនក្រចេញពីជីវិតរបស់យើង ចឹងខ្ញុំបាទមកក៏មកសំអល់ក៏សូមជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយរងចាំទស្សនានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណជម្រាបលា